Bé Kem này, các em, mỗi lần chị Kem Bơ làm cái gì thì bé Kem cũng đi theo. Và bé Kem rất là thích chui vào cái tủ này để mà ngủ. Cho nên nếu mà các em thấy cái bàn nó động đậy, có nghĩa là bé Kem đang động đậy đó nha. Thường thì chị Kem Bơ làm những cái charm bằng cái đất sét đó, nhưng mà hôm nay chị Kem Bơ sẽ làm charm bằng những cái đất sét Mỹ. Tại vì có rất là nhiều em hỏi chị Kem Bơ là chúng ta có thể làm charm bằng đất sét Mỹ được hay không? Thì tất nhiên là được rồi các em. Ngày hôm nay chị Kem Bơ sử dụng màu trắng nha. Chị Kem Bơ sử dụng màu trắng này để mà trộn thành nhiều màu khác. Chúng ta còn có những cái màu khác nữa, nhưng mà chị Kem Bơ sẽ dùng màu trắng đi để chúng ta khỏi mất công mở những cái màu khác ha. Rồi bây giờ chị Kem Bơ sẽ mở ra nha. Nếu mà các em không có khả năng để mua đất sét Mỹ ở shop thì chị Kem Bơ cũng đã có hướng dẫn cách làm đất sét. Các em chỉ cần vào YouTube và bấm vào chị Kem Bơ hướng dẫn làm đất sét thì sẽ ra ngay nha. Rồi chị Kem Bơ sẽ lấy một miếng thôi, các em thấy là nó rất là dẻo nè. Chúng ta cũng có thể dùng đất sét Nhật để làm nữa, nhưng mà chị Kem Bơ thấy là đất sét Nhật thì nó rất là nhanh khô. Những em nào mà không có thường xuyên làm những cái này đó thì các em làm hơi chậm, và nói chung là nó rất là nhanh khô, chúng ta không có nhiều thời gian để mà nắng đó các em. Cho nên chị Kem Bơ dùng đất sét Mỹ. Bây giờ thì chị Kem Bơ sẽ cho màu vào nha. Chúng ta làm rainbow cầu vồng, cho nên chị Kem Bơ sẽ làm rất là nhiều màu luôn. Các em làm nhỏ hay là lớn thì da nhỏ hay là lớn thì tùy ý các em nha. Đó, các em thấy nó rất là dẻo. Chị Kem Bơ nắng mà cảm giác như là đang chơi slime vậy đó. Hôm nay thì chị Kem Bơ sẽ hướng dẫn làm hai cái cầu vồng luôn nha. Nếu mà các em muốn chị Kem Bơ hướng dẫn làm cái charm nào tiếp theo thì các em đừng quên để ý bình luận cho chị Kem Bơ biết nha. Nếu mà có nhiều yêu cầu nào nhất thì chị Kem Bơ sẽ làm theo yêu cầu đó nha. Rồi sau khi mà cái màu nó hòa tan xong như thế này nè các em, thì chị Kem Bơ sẽ cho vào trong một cái túi, một cái bao ni lông hay là cái gì để đựng đó các em. Tại vì bé kem nằm ở đây. Bé kem lông bay rất là nhiều luôn. Cho nên chị Kem Bơ cho vào cái bao để cho nó sạch đó các em. Nhưng mà các em, nếu mà các em dùng đất sét Nhật thì các em phải cho vào trong cái gì đó để cho nó kín nha, nếu không thì nó sẽ bị khô rất là nhanh. Còn nếu mà các em dùng đất sét Mỹ thì nó khô lâu hơn, cho nên các em không cho vào trong bao cũng được. Nhưng mà chị Kem Bơ nghĩ tốt nhất là cho vào trong bao để cho nó không có bị dính bụi á các em. Rồi chị Kem Bơ sẽ làm màu xanh da trời. Màu này giống màu xanh nước biển hơn hai các em, hồi nãy là màu xanh da trời. À, tay của chị Kem Bơ đã dính màu rồi. Chị Kem Bơ rất là thích nặng cái này luôn, giống như là đang chơi slime vậy đó. Hôm giờ chị Kem Bơ toàn làm slime, làm mấy cái đang hot hiện nay. Nhưng mà chị Kem Bơ rất là nhớ làm những cái thủ công như thế này, chị Kem Bơ rất là thích luôn. Hôm nay chị Kem Bơ đã trở lại và làm những cái này ha. Lâu lâu chúng ta bớt làm slime lại đi, làm slime hoài cũng hơi chán hai các em. Nếu mà các em muốn chị Kem Bơ làm cái gì thì các em cho chị Kem Bơ ý kiến nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lăn cái này ra để cho nó thành cái hình như thế này nè các em. Nếu mà các em muốn làm cái charm nhỏ thì chúng ta làm nhỏ nha. Chị Kem Bơ làm hơi to, tại vì chị Kem Bơ sẽ làm để gắn cái móc gắn chìa khóa vào luôn. Rồi chúng ta sẽ cắt ra nha. Cái đầu tiên á, thì chị Kem Bơ thì các em sẽ không biết nói như thế nào ha. Cái đầu tiên thì các em sẽ cắt ra và các em làm thành cái hình cái cầu vồng đó. Còn những cái sau thì các em cứ để vào thì nó sẽ rất là đơn giản. Đó, như thế này nè các em. Một điều rất là đã về cái đất sét Mỹ này, đó chính là các em chỉ cần đụng vào thôi là nó sẽ dính ngay. Cho nên khi mà các em cho những cái đất sét nằm kế bên nhau thì các em nhớ cẩn thận nha, tại vì nếu mà nó đụng một cái là nó dính liền á các em. Rồi chị Kem Bơ sẽ làm màu theo màu cầu vồng nè. Màu hồng, màu cam. Chị Kem Bơ định làm màu đỏ đó, nhưng mà chị Kem Bơ thấy thôi làm màu nhạt một tí cho nó dễ thương.
Đó thì Kimber dùng cái móng tay để cắt ra luôn. Dùng cái móng tay như vậy mà nó dễ hơn là cái con dao hồi nãy luôn á các em. Cái này chúng ta nhìn thì nó rất là dễ thương, rất là đẹp, nhưng mà làm thì rất là dễ luôn. Chỉ cần vo những cái này ra rồi giáp vào như thế này thôi. Đó, chúng ta cứ lần lượt làm như vậy ha. Đó, các em thấy bé kem đang rung cái bàn đó các em. Bé bơ thì nằm ngủ ở ngoài phòng khách rồi. Lát nữa chị Kem bơ quay bé kem nữa cho các em xem ha. Bé kem đang ngủ đó. Rồi màu tím và cuối cùng là chị Kem bơ sẽ làm màu trắng nha. Các em muốn làm màu gì cũng được cả, tùy theo ý thích của các em thôi. Rồi, rất là dễ thương luôn hai các em và rất là dễ nữa. Tiếp theo là chị Kimber sẽ dùng đất sét màu trắng để chúng ta làm hai đám mây nha. Chúng ta sẽ ngắt ra như thế này để cho nó đều nhau này các em. Rồi chị Kimber sẽ vo. Xong rồi chúng ta sẽ ép xuống cho nó hơi mỏng một tí thôi nha các em, đừng có ép mỏng quá tại vì nó hơi mập mạp thì nhìn nó dễ thương hơn. Các em nhớ là hai bên thì nó hơi dài dài ra một tí chứ nó không có hoàn toàn tròn. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ dùng cái cây tăm xỉa răng để làm 6 cái mắt như thế này. Đó, 3 cái ở trên và 3 cái ở dưới nha các em. Rồi xong, chị Kimber chỉ cần gắn lên như thế này thôi. Các em thấy là nó rất là dễ dính luôn, dễ hơn rất là nhiều so với những cái đất sét mà chúng ta tự làm. Đất sét mà chúng ta tự làm nếu mà nó không dính thì các em cho một tí keo lên nha là nó dính liền. Còn cái này thì không cần đâu. Rồi cái tiếp theo nữa nè. Nếu mà nó vẫn chưa ngay thì các em có thể để lên rồi chúng ta làm lại cho nó đẹp hơn ha. Tiếp theo là chị Kimber sẽ vo đất sét màu đen để làm hai con mắt nè. Trước khi làm hai con mắt đó thì chị Kimber sẽ dùng một cái vật gì đó giống như là cái cây viết để khoét hai cái lỗ ha. Khoét hai cái lỗ thì chúng ta cho hai con mắt vào nhìn nó mới đẹp á các em, nó không có bị giống như là bị lộ ra ngoài á. Đó, dán hai con mắt vào như thế này. Xong rồi chị Kimber sẽ làm cái miệng nữa. Cái miệng thì chúng ta vo một cái miếng đất sét rất là mỏng luôn. Đó, mỏng như thế này nè các em. Xong rồi chúng ta sẽ cắt ra một tí thôi. Và chúng ta sẽ để lên như thế này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái cây tăm á các em. Cây tăm sữa răng nè. Chúng ta sẽ ấy lên. Chị Kimber không biết nói như thế nào nữa. Ấy lên như thế này nè thì nó sẽ thành cái mặt cười rất là đáng yêu. Rồi bây giờ thì chị Kimber sẽ làm cái cầu vồng tiếp theo nha. Cái cầu vồng này thì nó cũng rất là đơn giản luôn. Chúng ta làm giống như hồi nãy đó, nhưng mà một cái phần một cái đầu bên kia thì chúng ta sẽ cuốn vào giống như là chúng ta làm cái lollipop đó các em. Đó, sau khi mà có được chiều dài chúng ta thích thì chị Kimber sẽ vo nó lại để cho nó hơi dài dài nhọn nhọn một tí các em, rồi chúng ta cuốn vào như thế này nha. Lần đầu tiên các em làm đất sét thì nó sẽ hơi khó khăn một tí, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba thì chúng ta sẽ làm rất là dễ và các em sẽ rất là thích luôn. Lần đầu tiên chị Kimber làm, trời ơi nó quá trời khó luôn. Và làm chị Kimber cũng hơi bực mình tại vì cái gì nó cũng nhỏ xíu hết các em. Mà móng ngón tay của chị Kimber lại hơi to. Rồi cái màu thứ hai đó thì nó sẽ ở dưới cái màu thứ nhất. Rồi chị Kimber cứ tiếp tục làm giống y như vậy luôn, giống y như là cái cầu vồng hồi nãy đó các em. Và cái đất sét này thì ở Mỹ thì người ta làm cho trẻ em chơi, cho nên các em dùng để tạo hình rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Rồi cái thứ ba nha. Đó, dán vào nó như thế này nè.
Rồi chị Kimber rất là thích lấy cái ngón tay, cái móng tay để cắt ra. Rồi các em nhìn chị Kimber sẽ dán cái này vào. Cái này thì chúng ta sẽ lật ngược nó qua nha các em. Đó, chị Kimber vừa đụng nó vào một cái là nó dính luôn này các em. Nó rất là dễ dính cho nên các em phải cẩn thận khi mà dùng đất sét Mỹ nha. Chị Kimber sẽ gỡ ra. Nó rất là dính luôn. Cho nên chúng ta không có cần phải sợ nó bị khô hay là sợ nó không có dính. Đó, nhưng mà gỡ ra cũng rất là dễ này các em. Cái thứ tư này thì nó sẽ nằm ở bên trong một tí. Các em nhớ là chú ý cái chỗ mà chị Kimber để những cái sợi này vào nha. Rồi cái cuối cùng màu tím đây. Đất sét này các em có thể lấy ra nặng chơi rất là lâu, nó rất là lâu khô nha. Cho nên khi mà các em làm xong thì các em hãy để 72 tiếng, có nghĩa là khoảng 2 ngày thì nó sẽ khô hết luôn và nó sẽ cứng lại rất là cứng. Rồi cuối cùng là chị Kimber sẽ làm một cái hình trang trí như thế này. Các em làm giống như hồi nãy luôn á, chúng ta sẽ cuộn vào như thế này. Rồi chúng ta sẽ lật sang bên kia và nếu mà nó quá dài thì chúng ta cắt ra bớt nha. Chị Kimber thấy nó hơi dài quá nè. Khi mà chúng ta cắt ra bớt thì các em nhớ vo cho nó hơi nhọn lại một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuốn vào. Đó, rất là đơn giản và rất là đẹp luôn các em ha, nhìn giống như chữ S luôn. Chữ S. Rồi dán vào ở đây. Như thế này là xong rồi. Nếu mà các em muốn cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ làm thêm một hai ngôi sao nữa. Chị Kimber sẽ làm hai ngôi sao nha. Hai ngôi sao này thì quá đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần chia cái đất sét này ra, vo lại cho nó hơi tròn và ép xuống như thế này. Rồi cái kia cũng giống như vậy luôn nha. Sau đó thì chị Kimber sẽ dùng dao để cắt ra năm góc giống như là ngôi sao đó các em. Các em nhớ khi mà các em dùng dao phải thật sự cẩn thận nha. Hay là nhờ người thân trợ giúp. Người thân không phải là em của các em nha. Người thân là cha mẹ người lớn đó nha. Rồi chị Kimber sẽ dán lên như thế này. Sau khi làm xong thì các em nhớ để khô trong vòng 72 tiếng hay là 2 ngày thì càng tốt nha các em. Rồi rất là dễ thương luôn. Rồi bé Kem, chị Kimber làm xong mà bé Kem vẫn còn ngủ nè. Bé Kem ngủ trong tủ cho nên chị Kimber phải lót cái quần áo chị Kimber ở trong đó để bé Kem nằm cho nó được êm. Chị Kimber làm hai cái cầu vòng rất là to luôn mà còn rất là nhiều đất sét luôn này các em. Hồi nãy chị Kimber lấy ra có một tí mà nó còn dư rất là nhiều. Cho nên chị Kimber nghĩ một bịch chúng ta có thể làm được 20 mấy cái charm luôn á. Rồi bé Kem rất là đáng yêu, bé Kem cắn cái tủ chị Kimber nè, cái gì bé Kem cũng cắn cả. Đó, răng của bé Kem ghê chưa các em. Tay chị Kimber bé Kem cũng cắn luôn. Lông của bé Kem rất là mịn. Bé Bơ không có ở đây, bé Bơ ngủ ngoài phòng khách rồi. À, bé Kem cắn nữa rồi kìa. Chị Kimber phải dùng cái gì để đậy lại, nếu không răng của bé Kem sẽ bị hư hết. Bé Bơ không có đi theo chị Kimber, các em ơi, chỉ có bé Kem thôi cho nên bé Kem lúc nào cũng xuất hiện hết. Cắn hoài vậy Kem. Đó, bé Kem rất là thích vuốt đầu như thế này nè các em. Chị Kimber quay bé Kem tại vì có rất là nhiều bạn nhớ bé Kem và bé Bơ. Rồi bây giờ thì đã qua 2 ngày rồi này các em. Cái cầu vòng của chị Kimber đã khô rồi đây. Và chị Kimber có cho một cái bóng gắn chìa khóa lên nữa. Tại vì chị Kimber sẽ không có cho vào trong slam. Cái này nó, chị Kimber làm hơi to quá cho nên cho vào slam không có vừa. Các em thích cái cầu vòng nào nhất nè? Cái nào chị Kimber thấy cũng dễ thương hết. Cái này thì dễ thương còn cái kia thì đẹp ha. Tay của chị Kimber vẫn còn dính màu một tí. Các em thích cái nào nhất thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết. Và đừng quên nói cho chị Kimber biết là chúng ta làm cái charm nào tiếp theo nha.
các em sẽ là người chịu trách nhiệm cho video tiếp theo. Video làm trong tiếp theo nha các em. Ok, bây giờ chị Kemper đi làm việc đây. Hôm nay chị Kemper không xuất hiện, biết các em xuất hiện là được rồi ha. Ngày mai đi rồi chị Kemper xuất hiện. Ok, bye bye các em nha. Yêu các em rất là nhiều. Hôn các em ba cái.